Hey yo, chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Phó Đùng. Đây là kênh tập luyện dành cho những người bị chững thân và khó giảm cân số 1 của Việt Nam. Ok, hôm nay Tùng quay và Tùng dẫn cùng với các bạn nữ rất là quyến rũ, nên Tùng hóa thân trở thành đồng giới phái của các bạn. Ok ha? Nhưng mà làm gì thì làm, đây là một khóa course, một bài tập dành cho những người bị chững cân và khó giảm cân số 1 của Việt Nam về độ funny. Và chúng ta đã cười đủ rồi. Và Tùng sẽ ra một series cardio giúp cho tất cả các chị em cùng nhau đánh bay mỡ thừa, dành cho những người khó giảm cân tinh khủng, khó xuống cân tinh khủng. Đây chính là phương pháp, chính là bí mật giảm cân dành cho các bạn. Và không còn gì nữa, chúng ta ngay lập tức chiến với cuộc chiến giảm cân nào. Làm gì nhỉ? À, rồi. 3, 2, 1. Rồi, chúng ta khởi động. Hình quân xa dù có nhiều đau khổ, vai vật nặng đã đổ mồ hôi. Đó, chắc có mặt đồ. Hey, hey, hồi lên. Hey, hey, hồi lên. Hey, hey, hey. Lập, lúc qua. Chúng ta tập đôi khi chúng ta sẽ có những cái tương tác của cơ thể vào nhau. Ví dụ như là tay đập vào tay và tay đập vào chân, nó sẽ cho chúng ta có nhiều động lực hơn. Đó. Và phát ra âm thanh. Ướn vai vai lên, ướn căng vai lên đủ tùng này. Đẩy tay đằng sau, ướn vai lên, nó sẽ rất là ăn. Ok. Cái 3 thì mình sẽ đánh chân lên bên này trước nhé. 3, 2, 1. Bắt đầu, kéo chân cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân tay, chân chúng ta phải vươn cái mũi chân lên này. Đó, cái mũi chân của mình giơ thẳng lên. Đó, mũi chân của mình giơ thẳng lên. Chân này thì tay kia. Yes, và thở ra. 4, 3, 2, 1. Rồi, ok. Và bài 3 của chúng ta. Đây, bài 3 của chúng ta thế này. Chúng ta làm một từng chân một nhá. 3, không cần chân của chúng sâu không. 2, 1, dọc lên, dọc bụng xuống. Đây là bài khởi động thôi nhá, nên là chúng ta không cần phải là làm căng quá. Chúng ta tăng tập trung phần vai của ta. Ok, cao phần vai, đẩy vai ra, mở ra. Đây là khởi động mà. Rồi chúng ta đổi bên nào. Đấy, bài khởi động cuối cùng để chúng ta tham gia vào trận chiến. 3, 2, ok. 1, bắt đầu, xuống, đổ bên này, đổ tăng trên bên này, về, xuống. Đây là những bài tập không bật nhảy giúp cho chúng ta, dành cho những bạn mới tập, cũng như là đây là những bài mà những bạn về khớp gối hoặc là đang gặp những vấn đề mà về lưng không thể bật nhảy được. Và phần thứ ba dành cho những bạn là cái tim người yếu ấy. Xuống nè, đẩy một bên hết cỡ để đổ người sang bên này. Lên, xuống nè, đổ bên này, đổ bên này. Ok, bài 1, 3, 2, 1. Bắt đầu, xuống, sâu, kiếng, xuống, kiếng, xuống, kiếng và ướt người, ướt ngực ra phía trước. Xuống, kiếng, xuống này. Rồi chúng ta mở dứt khoát sang mũi chân. Đây, mở dứt khoát sang mũi chân này, mở ra. Ok. Rồi, bài 3 chúng ta để tay vòng lên như này. Chúng ta kéo. Ok không? 3, 2, 1, kéo. Yes. 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 Các bạn kéo cái sườn xuống nhá.
chúng sẽ đi nắn. Đó. Đây, chúng ta là ví dụ này. Gập sườn hướng nữa cho anh. Đó. Gập sườn hướng nữa. Yes. Đúng rồi. Gập xuống. Gập xuống. Ok. 5 4 3 2 Good. Rồi, chúng ta chuẩn bị đổi bên. Tay bên này, chân bên này. 4 3 2 1 Bắt đầu. Kéo này. Mỗi lần xéo xuống cái tay chúng ta thở ra. Thở ra này, kéo này, thở này. Thấy không? Chân chúng ta mở ra đằng sau, nhẹ nhàng kéo và chạm mũi chân thôi. Bật lên. 4 3 2 Ok. Chống chân. 3 2 1 Mở. Mười giây nữa, tới đây nào. 4 nào, 3 nào, 2 nào, yes, ok. Tay, ép nách, 3, 2, 1, bắt đầu. Đổi bên. Tăng cường độ, nhanh nữa. Yes, 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 nhanh, nhanh, thở ra. Mình đấm bên nào, mình nhìn bên đấy. Ok. 5 Tăng tay. Hai chân mở. 3 2 Bắt đầu. Xuống. Xoay. Xuống. Xoay. Xuống. Xoay, chúng sẽ đi nắn để chúng ta sẽ rút kinh nghiệm nha. Đây là một trong những động tác chuẩn này. Đó. Cái gối sau nó phải gần chạm đất như thế này. Nhún xuống thành nhịp, các bạn thấy không? Nhún xuống một nhịp. Xoay, nhún xuống lên là thở này. Thở. Gập tay. Thở. Đó. Xuống sau đùi. Tiếp. Ok, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Rút. Rồi. 5 4 Tay nào. 3 2 Bắt đầu. Yes. Yes. Chúng ta cố gắng chạm cái khuỷu tay chúng ta vào đầu gối và thở ra. Cùng lại đi nắn tiếp nhé. Chúng ta sẽ thở ra. Đây là một trong những bài mà tập bụng siêu khó luôn nhưng rất hiệu quả. Đó. Chúng ta cảm giác là chúng ta đang kéo bụng dưới của chúng ta. Kéo cao lên nữa coi. Kéo cao đầu gối lên chưa. Đó. Rất là ăn. Kéo cao bụng dưới lên và duỗi dài chân ra hết cỡ. 3 2 Yeah. Wow. Yes. Xong rồi. Bây giờ giãn cơ đúng không? Có giãn. Chúng ta đã ngừa đi một nửa bài rồi các bạn ạ. Đây là trong những bài tập vô cùng ăn về chân, mông và bụng, giúp cho chị em cũng như là giúp cho mọi người đánh bay mỡ thừa. Chúng ta có hai việc cần phải làm. Một là like, subscribe, comment mục tiêu tập luyện kênh của Tùng Pháo Đùng Style. Hai là chúng ta đăng ký quay khóa course online cùng Tùng và tất cả những team của Tùng. Hàng trăm nghìn học viên đang thay đổi. Các bạn có muốn thay đổi không? Có muốn thay đổi không? Nói tôi đi. Có muốn không? Có muốn không? Yes. To nó lên. Yes. To nó lên. Yes. Nhìn nó lên. Yes. Mẹ ghét. 1 Bắt đầu. Xuống. Đổ bên này. Đổ căng chân bên này. Về. Xuống. Đây là những bài tập
không bật nhảy để giúp cho chúng ta dành cho những bạn mới tập, như là đây là những bài mà những bạn về khớp gối hoặc là đang gặp vấn đề mà về lưng không thể bật nhảy được. Còn bài thứ ba dành cho những bạn là cái tim yếu ấy, xuống nào, đẩy một bên đỡ này, đổ người cho bên này lên, xuống nào, đổ bên này, đổ bên này. Ok, bài 1, 3, 2, 1, bắt đầu. Xuống, sâu, kiếng, xuống, kiếng, xuống, kiếng và ướt người, ướt lưng ra phía trước. Xuống, kiếng, xuống này. Rồi chúng ta mở những phát ra mũi chân. Đây, mở những phát ra mũi chân này, mở ra. Rồi, bài 3 chúng ta để tay vòng lên như này. Đặt xéo. Clear. 3, 2, 1, xéo. Yes. 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 Các bạn xéo cái sườn xuống nhá. Chúng sẽ đi nán. Đó. Đây, chúng ta là ví dụ này. Dập sườn xuống với thôi. Đó. Dập sườn xuống nữa. Yes. Đúng rồi. Dập xuống. Dập xuống. Ok. 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta chuẩn bị đổi bên. Tay bên này, chân bên này. 4 3 2 1. Bắt đầu. Kéo này. Lần chào dưới tay chúng ta thở ra này, kéo này, thở này. Thấy không? Chân chúng ta mở ra sau, nhẹ nhàng, kéo và chạm mũi chân thôi. Bật lên. 4 3 2 Ok. Chân mở. 3 2 bắt đầu. Xuống, xoay, xuống, xoay, xuống, xoay. Tùng sẽ đi nắn để chúng ta sẽ rút kinh nghiệm nha. Đây là một trong những động tác chuẩn này. Đó, cái gối sau nó phải gần chạm đất như này. Nhún xuống thành nhịp, các bạn thấy không? Nhún xuống một nhịp, xoay, nhún xuống lên là thở này, thở, bắp tay, thở. Đó, xuống sau đùi tiếp. Ok, rất to. Good. Rồi, 5, 4, tay nào, 3, 2, bắt đầu. Yes, yes. Chúng ta cố gắng chạm cái khuỷu tay chúng ta vào đầu gối và thở ra. Cùng lại đi nắn tiếp nhé, chúng ta sẽ thở ra.
Đây là một trong những bài mà tập bụng siêu khó luôn, rất hiệu quả. Đó, chúng ta cảm giác là chúng ta đang kéo bụng dưới của chúng ta, kéo cao lên nữa cho anh. Kéo cao đầu gối lên chưa? Đó, rất là ăn. Kéo cao bụng dưới lên và duỗi dài chân ra hết cỡ. 3, 2, yeah, 1, yes. Bây giờ giãn cơ đúng không? Có đây. Chúng ta đã vừa đi một nửa bài rồi các bạn ạ. Đây là trong những bài tập vô cùng ăn về cân mông và bụng, giúp cho các em cũng như là giúp cho mọi người đánh bay mỡ thừa. Chúng ta có hai việc cần phải làm. Một là like, subscribe, comment mục tiêu tập luyện kênh của Tùng Pháo Đùng Style. Hai là chúng ta đăng ký quay khóa post online cùng Tùng và tất cả những team của Tùng. Hàng trăm nghìn học viên đang thay đổi. Các bạn có muốn thay đổi không? Có muốn thay đổi không? Nói tôi! Có muốn không? Có muốn không? Một, bắt đầu xuống, đổ bên này, đổ căng chân bên này, về, xuống. Đây là những bài tập không bật nhảy để giúp cho chúng ta, dành cho những bạn mới tập, cũng như là đây là những bài mà những bạn bị về khớp gối hoặc là đang gặp những vấn đề mà về lưng không thể bật nhảy được. Còn bài thứ ba dành cho những bạn là cái nhịp tim nó yếu ấy. Xuống nào, đẩy một bên hết cỡ này, đổ người sang bên này, lên, xuống nào. Đổ bên này, đổ bên này. Ok, bài 1, 3, 2, 1. Bắt đầu, xuống, sâu, kiễng, xuống, kiễng, xuống, kiễng và ướt người, ướt ngực ra phía trước. Xuống, kiễng, xuống này. Gối chúng ta mở dứt khoát sang mũi chân. Đây, mở dứt khoát sang mũi chân này, mở ra. Ok. Rồi, bài 3 chúng ta để tay vòng lên như này. Chúng ta xéo. Ok không? 3, 2, 1, xéo. Yes. 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 Các bạn xéo cái sườn xuống nhá. Chúng ta đi nản. Đó. Đây chúng ta là ví dụ này. Gập sườn ngược nữa cho anh. Đó. Gập sườn ngược nữa. Yes. Đúng rồi. Gập xuống. Gập xuống. Ok. 5 4 3 2 Good. Rồi chúng ta chuẩn bị đổi bên. Tay bên này, chân bên này. 4 3 2 1 Bắt đầu. Kéo này. Mỗi lần trèo xuống cái tay chúng ta thở ra. Thở ra này, kéo này, thở này. Thấy không? Chân chúng ta mở ra làm sao nhẹ nhàng kéo và chạm mũi chân thôi. Bật lên. 4 3 2 Ok. Đồng chân. 3 2 1 Mở. Mười giây nữa, cố lên nào. 8 7 6 5 4 nào, 3 nào, 2 nào. Yes, ok. Tay ép nách. 3 2 1 Bắt đầu. Đổi bên. Tăng cường độ. Nhanh nữa. Yes. 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 Nhanh. Nhanh.
thở ra. Mình đấm bên nào, mình nhìn bên đấy. Hey, 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 ok. 5, đang tay, hai chân mở, 3, 2, bắt đầu, xuống, xoay, xuống, xoay, xuống, xoay, Tùng sẽ đi nắn để chúng ta sẽ rút kinh nghiệm nha. Đây là một trong những động tác chuẩn này, đó, cái gối sau nó phải gần chạm đất như này, nhún xuống thành nhịp, các bạn thấy không, nhún xuống một nhịp, xoay, nhún xuống lên là thở, này, thở, bật tay, thở, đó, xuống sau đùi, tiếp. Ok, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Rút. Rồi, 5 4 tay nào, 3 2 bắt đầu. Yes. Yes. Chúng ta cố gắng chạm cái khuỷu tay chúng ta vào đầu gối và thở ra. Tùng lại đi nắn tiếp nhé, chúng ta sẽ thở ra. Đây là một trong những bài mà tập bụng siêu khó luôn nhưng rất hiệu quả. Đó, chúng ta cảm giác là chúng ta đang kéo bụng dưới của chúng ta, kéo cao lên nữa cho anh, kéo cao đầu gối lên chưa, đó, rất là ăn, kéo cao bụng dưới lên và duỗi dài chân ra hết cỡ. 3 2 yeah, wow, yes. Xong rồi, bây giờ giãn cơ đúng không, có giãn. Ta-ra, ta-ra. Chúng ta đã vừa đi một nửa bài đường các bạn ạ. Đây là trong những bài tập vô cùng ăn về chân, mông và bụng, giúp cho chị em cũng như là giúp cho mọi người đánh bay mỡ thừa. Chúng ta có hai việc cần phải làm. Một là like, subscribe, comment mục tiêu tập luyện kênh của Tùng Pháo Đùng Style. Hai là chúng ta đăng ký quay khóa course online cùng Tùng và tất cả những team của Tùng. Hàng trăm nghìn học viên đang thay đổi. Các bạn có muốn thay đổi không? Có muốn thay đổi không? Nói tôi! Có muốn không? Có muốn không? Một, bắt đầu, xuống, đổ bên này, đổ căng chân bên này, về, xuống. Đây là những bài tập không bật nhảy để giúp cho chúng ta, dành cho những bạn mới tập, cũng như là đây là những bài mà những bạn về khớp gối hoặc là đang gặp những vấn đề mà về lưng không thể bật nhảy được. Còn là chúng ta dành cho những bạn là cái nhịp tim nó yếu ấy. Xuống nào, đẩy một bên hết cỡ này, đổ người sang bên này, lên, xuống nào, đổ bên này, đổ bên này. Ok, bài 1, 3, tay, 1, bắt đầu, xuống, sau, kiễng, xuống, kiễng, xuống, kiễng và ướt người, ướt ngực ra phía trước. Xuống, kiễng, xuống này. Chúng ta mở nút thoát sang mũi chân. Đây, mở nút thoát sang mũi chân này, mở ra. Ok. Rồi, bài 3 chúng ta để tay vòng lên như này. Chúng ta kéo. Ok không? 3, 2, 1, kéo. Yes. 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 Các bạn kéo cái sườn xuống nhá. Chúng ta đi nào. Đó. Đây, chúng ta là ví dụ này. Gập sườn hướng nữa cho anh. Đó. Gập sườn hướng nữa. Yes. Đúng rồi. Gập xuống. Gập xuống. Ok. 5 4 3 2 Good. Rồi, chúng ta chuẩn bị đổi bên. Tay bên này, chân bên này. 4 3 2 1 Bắt đầu. Xéo này. Mỗi lần trèo xuống cái tay chúng ta thở ra. Thở ra này, kéo này, thở này. Thấy không? Chân chúng ta mở ra đằng sau, nhẹ nhàng kéo và chạm mũi chân thôi. Bật lên. 4 3 2
Ok. Nhún xuống một nhịp, xoay, nhún xuống lên là thở này, thở, bật tay, thở, đó, xuống sau đùi, tiếp, ok, cất to, cất to, cất to, rút, đó, 5, 4, tay nào, 3, 2, bắt đầu, yes, yes, chúng ta cố gắng chạm cái khử tay chúng ta vào đầu gối và thở ra. Tùng lại đi nắn tiếp nhé, chúng ta sẽ thở ra. Đây là một trong những bài mà tập bụng siêu khó luôn nhưng rất hiệu quả. Đó, chúng ta cảm giác là chúng ta đang kéo bụng dưới của chúng ta, kéo cao lên nữa cho anh, kéo cao đầu gối lên chưa, đó, rất là ăn. Kéo cao bụng dưới lên và duỗi dài chân ra hết cỡ. 3, 2, yes, walk, yes, thăng lên. Bây giờ giãn cơ đúng không? Có giãn. Rồi, chúng ta đưa tay này, dang rộng tay đã. 3, 2, 1. Rồi, chúng ta mở cuồng ra nha. Đắp lên. Có phần này, căng ra. Rồi, chúng ta sẽ bỏ sâu vào đây. Như này. Thế này, chúng ta bỏ sâu vào. Căng cái tay ra đây. Chúng ta đã đến với giãn cơ. Chúng ta phải tập lưu lượng cũng khó mà phải loạn. Phải động, tập và lắng lên. Cứ lưu như vậy, hút cơ thể ra. Sau đấy mình sẽ tập tiếp tục tập theo mọi người cố làm theo Tùng nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta giang tay lên, đập lên xuống này, đập lên xuống. Giãn cơ là chúng ta sẽ giãn liên tục nha. Chúng ta sẽ giãn liên tục. Thế là chúng ta sẽ không để thời gian nhé. Chúng ta sẽ căng tay. Sau lưng mình nhìn này. Gập này. Tay này kéo căng hết cơ này. Rồi chúng ta lại chuyển tay. Cơ lên. Đùi. Tay cầm kiểu cùi riêng. Vặn xuống. Rất căng. Rất căng. Kéo căng. 3, 2, 1. Rồi, ok. Tiếp theo nhé, cái bài chân tiếp theo anh em mình sẽ làm là bài. Bài này là bài vận hành như này. Ta đây, cái bài để chân ra như này này. Như này, nhá. Ok nhá. Tay chống xuống người vặn ra sau. Thì anh sẽ hướng dẫn mọi người làm từ ban đầu. Rồi, chúng ta làm lại từ thế ban đầu thế nào. Rồi, tiếp theo chúng ta đến động tác giãn cơ. Tiếp theo chúng ta giữ chân lại. Chân này vào lên vuông.
chống xuống, thử tay ấn vào trên này căng và tay đặt ra đằng sau, sẽ làm kéo được người mình nhá. Này, còn đầu chúng ta nhìn ra đằng sau, chúng ta phải luôn nhìn đầu ra đằng sau. Tay này, cái kiểu tay này ấn cái mình hồi chúng ta ở đúng một đoạn, tạo ra một cái lực để tăng cái phần đây, phần hông mình ra ra. Ta giữ như vậy 30 giây. Đó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi ok, chúng ta lại chuyển chân. Xoay. Thế giới đang giống như Tùng, và tất cả những ai mà muốn những hiệu quả, những phương pháp giảm cân lành mạnh và ưu việt nhất dành cho các bạn, chúng ta tập ở nhà, chúng ta không có thời gian và chúng ta cần động lực, thì đây chính là ngôi nhà của bạn. Vì vậy Tùng rất tha thiết mong muốn hãy coi Tùng cũng như huấn luyện viên của Tùng trở thành người thân của bạn. Like, comment mục tiêu tập luyện, giúp cho Tùng lan tỏa việc này đi được nhiều hơn, có thêm động lực hơn. Và đừng có chần chừ, đừng có ngại gì, hãy inbox fanpage của Tùng Nguyễn, hãy đánh vào YouTube của Tùng Nguyễn, của Tùng Phó Đùng là gì, mình đang muốn mục tiêu, mình đang cần những bài gì, thì Tùng và các huấn luyện viên cùng sẽ hoàn thành ước mơ của bạn, sẽ phục vụ bạn đến tận răng. Ok không? Ok không? Yes. Tô lên. Yes. Tô đưa lên. Yes. Tô đưa lên. Yes. Yeah.